Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Lạm phát tại Nhật Bản lên mức cao nhất trong 8 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trưởng ban điều hành dự án 8, Trung ương chủ trì hội nghị. Trong 2 ngày, các đại biểu sẽ được nghe hướng dẫn triển khai hoạt động của dự án, hướng dẫn thực hiện quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án của Bộ Tài chính, hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện dự án của Ủy ban dân tộc, cập nhật những vướng mắc tại địa phương, giải pháp thúc đẩy tiến độ, triển khai thực hiện dự án, thảo luận các giải pháp phối hợp triển khai dự án và thực hành sử dụng các biểu mẫu giám sát báo cáo. Mục tiêu của dự án là thành lập 9.000 tổ truyền thông cộng đồng, 3.000 tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản, 1.000 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 1.800 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được củng cố hoặc thành lập mới, 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn, 2.000 cán bộ nữ dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực phù hợp. Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là lần đầu tiên trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có riêng một dự án thành phần về thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày 20 tháng 9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến duyệt văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, tỉnh đoàn đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến đại hội diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 10 năm 2022 tại Cung Văn hóa tỉnh. Đại hội có chủ đề xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, xung kích đoàn kết sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng quê hương hòa bình, sâu bản sắc văn hóa, phát triển nhanh bền vững. Tỉnh đoàn đã báo cáo nội dung dự kiến của chương trình đại hội, đề án nhân sự, danh sách số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu, các dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự. Tỉnh đoàn đã báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cấp, các ngành tỉnh và tiếp thu bổ sung. Sau khi nghe báo cáo khái quát về công tác chuẩn bị đại hội, các ý kiến đóng góp của Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Trung ương đoàn, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ban chuyên môn của Trung ương đoàn để hoàn thành các nội dung văn kiện đại hội, tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự, các điều kiện và các phương án tổ chức đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Trung ương đoàn tiếp tục quan tâm để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện. Trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Tỉnh ủy Hòa Bình luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng đoàn viên thanh niên phát triển.
Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ tỉnh đoàn trong việc lãnh đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, có tính sáng tạo với nhiều dấu ấn trong công tác chuẩn bị đại hội đoàn cấp tỉnh. Đồng chí đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đã bám sát các nội dung theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đặc biệt là việc thẳng thắn đánh giá những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đoàn nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn cần sớm hoàn thiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội, nắm chắc tình hình dư luận trong đoàn viên thanh niên và nhân dân liên quan đến đoàn viên thanh niên và đại hội. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền về các công trình chào mừng đại hội, những nét mới trong ứng dụng công nghệ số vào đại hội, chọn lọc các tham luận tại đại hội phải đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tiễn nhu cầu, xu hướng của thanh niên hiện nay. Ngày 20 tháng 9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đồng thời hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Công tác giao đất cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã ban hành 5 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 975 m2 đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn, tiến hành thẩm định và ký 866 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân, trong đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 123 giấy trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. 9 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện đấu giá đối với 6 khu đất và một dự án với tổng diện tích trên 10.000 m2, tổng số tiền hơn 77 tỷ đồng. Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt và có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 18 dự án, còn lại 87 dự án đang tiếp tục triển khai, trong đó có các công trình dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Trên địa bàn thành phố Hòa Bình hiện có 20 khu tái định cư đã xây dựng hoàn thành cơ bản và đã giao cho các hộ gia đình theo quy định. Công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản được quan tâm. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng các thông tin về đất đai, tạo điều kiện để thực hiện quản lý đất đai công khai minh bạch và thuận lợi trong việc thực hiện cải cách hành chính, xem xét hạn chế việc chấp thuận cho các nhà máy, cơ sở sản xuất xây mới tại các khu vực ngoài khu cụm công nghiệp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư, công ty cổ phần năng lượng môi trường Bắc Việt đẩy nhanh tiến độ khắc phục lò đốt số 1 để sớm đưa xác và xử lý theo như cam kết, có chính sách hỗ trợ nhà đầu tư Bắc Việt sớm đưa dự án vào hoạt động. Trường hợp nhà đầu tư Bắc Việt không thực hiện việc khắc phục những tồn tại và nâng công suất, đề nghị thu hồi dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian qua, thành phố Hòa Bình đã tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, nhất là dự án trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Chủ tịch cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác quản lý đất đai như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, vấn đề xử lý môi trường còn hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thay đổi cái tư duy ấy, báo cáo như này, bây giờ mình cứ đợi doanh nghiệp đến mới làm. Mình phải chủ động trước, kể cả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân các thứ mình chủ động mình làm. Để khắc phục những cái điểm yếu, những vấn đề hạn chế, đạo phải có chiến lược. Tư duy chiến lược, tư duy về quản lý phải có rồi. Tất nhiên không sâu, không cần sâu, nhưng phải biết được cái gì đúng, cái gì sai. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự đất đai các thứ để các đồng chí dần dần khắc phục đi. Và những cái sai sót của trước đây đấy, thái độ chúng ta thế nào, tập trung cho cái việc di chuyển cát sỏi. Công chí đang làm rồi tập trung vào giải phóng mặt bằng các cái dự án trọng điểm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành phố Hòa Bình cần quyết tâm giải quyết vấn đề nước thải rác thải, di rời bãi tập kết cát sỏi không đúng quy định. Đối với các vấn đề kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết.
Ngày 20 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát tại huyện Đà Bắc về việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2021. Sự buổi giám sát có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát. Đoàn đã đi khảo sát tại khu tái định cư xóm Nhạp, xã Đồng Duộng, huyện Đà Bắc với tổng số 25 hộ dân. Toàn huyện hiện có 5 khu tái định cư tập trung cho 190 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 10 năm 2017. Giai đoạn 2016-2021, tổng diện tích đã thu hồi giải phóng mặt bằng đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đà Bắc là trên 817.000 m². Tổng số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất là 837 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ bồi thường trên 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác thẩm định giá bồi thường gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ sở để xác định giá đất theo giá thị trường của các loại đất thuộc khu vực triển khai dự án bồi thường hoặc khu vực lân cận. Bảng giá đất công bố hàng năm thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường chuyển nhượng. Tại buổi giám sát, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc kiến nghị về chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xem xét đẩy nhanh tiến độ cho huyện Đà Bắc được đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai. Kết luận buổi giám sát, đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân khu tái định cư, quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông. Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành, các chủ đầu tư sớm triển khai các dự án, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đoàn giám sát đã tặng quà cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu tái định cư xóm Nhạp, xã Đồng Duộng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật và định hướng nghề nghiệp cho gần 60 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam. Tại hội nghị, các phạm nhân đã được phổ biến giải thích các quy định của pháp luật liên quan tới điều kiện thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, điều kiện thủ tục đặc xá, điều kiện thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện, các quy định về xóa án tích, thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp khi cần thiết. Bên cạnh đó, các phạm nhân còn được trang bị những kiến thức về thị trường lao động, tìm hiểu về các nghề và việc làm có thể tiếp cận được ngay sau khi hoàn thành việc chấp hành án. Qua đó giúp các phạm nhân hiểu rõ những nghề nghiệp đang cần lao động như ngành dịch vụ, lĩnh vực xây dựng, may mặc điện tử. Các hoạt động tư vấn pháp luật và định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân là hoạt động nhân văn thể hiện sự quan tâm chia sẻ của xã hội và các tổ chức đoàn thể với các phạm nhân đang trong độ tuổi lao động, tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành việc chấp hành án. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, huyện Lương Sơn khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hòa Bình, người dân có việc làm thu nhập ổn định từ cây gai xanh. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 vừa qua, huyện Lương Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề, đã làm chết 2 người, gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu của nhân dân và các công trình thủy lợi, hạ tầng giao thông, công trình dân dụng, ước tính thiệt hại trên 181 tỷ đồng. Do bị thiệt hại lớn, đến thời điểm này, huyện Lương Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung khắc phục hậu quả nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng mưa lũ từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 vừa qua, trên địa bàn xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn có một nhà xây 2 tầng của người dân bị sập hoàn toàn. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ngập úng, đất đá vùi lấp, sạt lở các tuyến đường, công trình thủy lợi, giao thông, điện bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Nhằm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn, chính quyền xã Cao Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trên địa bàn hiện nay là có 2 hộ gia đình là trực tiếp là bị ảnh hưởng do cái sạt lở, cùng với cái việc là huy động tại chỗ nguồn lực của bà con đóng góp ủng hộ kịp thời
để xuống thăm hỏi động viên và có những cái chi bằng hỗ trợ bằng tiền mặt trực tiếp, rồi là những cái vật dụng. Hiện nay là các cái hệ thống giao thông sạt lở đường, sạt lở nhà, công trình thủy lợi, tài sản hoa màu, thì cái này thì trước mắt là chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng tại chỗ để khắc phục. Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn huyện Lương Sơn có mưa vừa và mưa to, với tổng lượng mưa đo được là gần 320mm. Mực nước sông Bùi cao nhất trên 2,3m, cao hơn mức báo động 3 là 1cm. Mưa lớn đã làm 2 người chết và gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu của nhân dân. Nhiều công trình thủy lợi, hạ tầng giao thông, công trình dân dụng trên địa bàn huyện Lương Sơn bị hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại là trên 181 tỷ đồng. Do mức độ thiệt hại lớn nên đến nay công tác khắc phục vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Đối với các vị trí bị sạt lở, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn huy động các phương tiện xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn cho giao thông đi lại và sửa chữa các công trình điện. Đối với các hộ bị ngập úng, bị thiệt hại do sập nhà, huyện chỉ đạo các xã thị trấn thăm hỏi, động viên hỗ trợ và huy động lực lượng tham gia hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống và sản xuất của nhân dân. Các công trình giao thông thủy lợi tiếp tục được sửa chữa. Huyện tiếp tục chỉ đạo và cũng huy động các lực lượng để hỗ trợ các cái hộ bị thiệt tại, hoặc là chỉ đạo để đề xuất với ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh cũng như là ủy ban tỉnh để có cái hỗ trợ khắc phục các cái công trình hạ tầng giao thông thủy lợi để đảm bảo việc đi lại cho người dân cũng như là phục vụ sản xuất trên địa bàn. Đồng thời là cũng sẽ kêu gọi hỗ trợ các cái hộ mà bị thiệt hại do nhà ở hoặc là ngập lụt hoặc là do thiên tai trên địa bàn để đảm bảo người dân sớm ổn định cuộc sống và sẽ phát triển sản xuất kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Theo dự báo, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp và cực đoan. Vì vậy, khả năng xảy ra lũ quét ngập tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng trên địa bàn huyện Lương Sơn là rất lớn. Do đó, ngoài tiếp tục thực hiện các phương án kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huyện Lương Sơn chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thiên tai trên địa bàn để cảnh báo sớm đến nhân dân, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm, khó lường của thiên tai để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm trồng trên đất đồi dốc ở một số địa phương trong tỉnh, cây gai xanh AP1 đã giúp người dân tăng thêm thu nhập đáng kể. Nhiều hộ trồng cây gai xanh thu từ 80 đến 100 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn từ 2 đến 3 lần so với trồng ngô, sắn trên cùng diện tích đất canh tác mà không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Cây gai xanh đã và đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân. Trước đây trên thửa ruộng này, gia đình anh Nguyễn Văn Thống, xóm Bu Tràm, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, trồng ngô, mía, rong giềng, hàng năm phải mất một lượng phân bón rất lớn. Nhưng từ khi chuyển sang trồng gai lấy sợi thì lượng phân bón giảm hơn một nửa. Theo anh Thống, vốn đầu tư ban đầu để trồng 1 hecta cây gai xanh nguyên liệu mất khoảng 40 đến 45 triệu đồng. Năm đầu tiên nếu hộ nào chăm sóc tốt thì đã có lãi. Cây gai xanh có thời gian lưu gốc 10 năm, mỗi năm có thể cắt 4 lần nên việc làm và thu nhập gần như quanh năm. Với giá bán 40 triệu đồng một tấn, năm đầu tiên, 1 hecta cây gai xanh cho thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng một hecta. Thu nhập sẽ tăng dần theo các năm. Như vậy, so với các loại cây truyền thống thì thu nhập từ cây gai xanh cao hơn 2 đến 3 lần một số loại cây truyền thống. Đầu tư giảm rất nhiều, nhưng số tiền thu về lại tăng. Đây là cơ hội để các hộ dân như anh Thống làm giàu trên những vùng đất khó. Với tinh thần cá nhân của mình, mình rất mong muốn là nhà nước, cơ quan, các tổ chức, ngân hàng cho vay ưu đãi cho cái dự án cây gai xanh AP1 này của tập đoàn An Phước này. Dân chúng tôi rất mong muốn đề nghị với các cơ quan lãnh đạo nhà nước để quan tâm đến để cho bà con nhân dân đỡ vất vả. Hy vọng là những cái cây này nó sẽ làm có hiệu quả và làm mang lại kinh tế cho bà con nhân dân ở quê chúng tôi đỡ vất vả. Tháng 4 năm 2021, cây gai xanh AP1 được trồng thí điểm tại một số xã trên địa bàn huyện Đà Bắc. Đến nay, cây gai xanh đã được trồng tại 5 huyện thành phố trong tỉnh với tổng diện tích trên 200 hecta. Sau hơn một năm trồng, cây gai xanh bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt các hộ dân trồng cây gai xanh được hỗ trợ kỹ thuật đầu ra và phân bón nên nhiều hộ dân nơi vùng cao có thể tham gia mô hình này một cách hiệu quả. Đặc điểm của cây gai xanh là thích hợp với đất đồi dốc, nhu cầu nước tưới không nhiều,
việc bón phân không cần số lượng lớn, mà sau khi thu hoạch, trút vỏ xong, cắt nhỏ thân và lá xài vào giữa các lúng gai, phân hủy rất nhanh và tạo ra độ mùn tới xốp, giữ ẩm cho đất. Ban đầu mới trồng các hộ dân được hỗ trợ phân bón, kỹ thuật và trả chậm máy móc. Nếu việc liên kết và thu mua ổn định, giá cả như hiện nay, thì người nông dân có thể cải thiện đáng kể về thu nhập. Đây là một cái cây mà cơ hội để cho bà con chuyển đổi cây trồng, tạo thành những cái vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, tạo thành cái chuỗi liên kết sản xuất liên kết bền vững. Vì thế là chúng tôi đang có cái kế hoạch phát triển cái cây gai xanh AP1 thành cái vùng nguyên liệu quy mô ở toàn tỉnh Hòa Bình hàng nghìn hecta. Tôi mong muốn là có các cái chính sách có thể lồng ghép để cho bà con, hỗ trợ cho bà con giống, hỗ trợ cho bà con phân bón hoặc là cái máy móc để cho bà con, là những phương tiện để cho bà con phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên được tiếp cận với mô hình trồng cây gai xanh đã thấy cây trồng mới này phù hợp với đất đai khí hậu của địa phương, có tiềm năng để bà con phát triển kinh tế gia đình. Một ưu điểm nữa đối với cây gai xanh là tránh được rủi ro thiên tai. Kế hoạch đến hết năm 2023, Hòa Bình sẽ phát triển khoảng 1.500 hectare cây gai xanh. Trong kế hoạch này, không chỉ có doanh nghiệp hợp tác xã đồng hành với người dân, mà cơ quan quản lý nhà nước cũng quan tâm tạo điều kiện để cây gai xanh phát triển trên đồng đất Hòa Bình. Và ngành nông nghiệp cũng đang cùng với các địa phương để làm tốt cái công tác tuyên truyền để mà bà con nông dân cùng với chính quyền địa phương để tích cực và chủ động chuyển đổi sang các cái cây mà nó có cái giá trị và có cái tín hiệu do thị trường yêu cầu, để làm tốt cả cái khâu tiêu thụ sản phẩm, nó tránh cái việc như vậy là sản xuất ra khó cái tiêu thụ. Đây là cái việc nó rất phù hợp trong cái cung cầu sản phẩm. Với những thế mạnh của cây gai xanh AP1 đang hứa hẹn là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân tỉnh Hòa Bình, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại nhiều vùng đất khó. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Vào ngày 23 tháng 9 tới, nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan của Mỹ dự kiến sẽ đến Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên giữa hải quân hai nước trong 5 năm qua tại khu vực gần bán đảo Triều Tiên. Ba tàu sẽ đến thành phố cảng Busan, bao gồm tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorville và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Bowery. Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm qua, kể từ tháng 10 năm 2017, một tàu sân bay của Mỹ đến Hàn Quốc để tham gia tập trận. Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai nước đã đồng ý tăng cường khả năng răn đe bằng cách triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh, thông qua các cuộc tập trận chung, hải quân hai nước sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng cho mọi tình huống quân sự và thể hiện quyết tâm vững chắc của Liên minh Hàn-Mỹ duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Nội vụ Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất trong 8 năm qua. Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết các công ty ở nước này đang phải đối mặt với tác động của chi phí năng lượng tăng cao và đồng yên suy yếu. Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm tươi sống đã tăng 2,8% trong tháng 8, cao hơn so với một năm trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2014. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đặt mục tiêu lạm phát là 2% để đưa đất nước ra khỏi tình trạng giảm phát. Tháng 8 là tháng thứ 5 liên tiếp lạm phát vượt mức đã đề ra. Tổng chi phí năng lượng tăng gần 17%, hóa đơn tiền điện tăng và giá khí đốt tăng hơn 20%, giá thực phẩm cũng lên hơn 4%, không bao gồm các mặt hàng tươi sống. Báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản được công bố vài ngày trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến nhóm họp trong tuần này. Sáng ngày 20 tháng 9 theo giờ Mỹ, lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ có bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên sau 3 năm qua. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phiên họp đã phải tổ chức trực tuyến trong 2 năm trước đó. Lịch trình các bài phát biểu đã được thay đổi do một số nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới London để tham dự lễ tang cấp nhà nước của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Dự kiến họ sẽ bay thẳng đến New York từ London. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol nằm trong số các nhà lãnh đạo sẽ có bài phát biểu vào ngày đầu tiên của phiên họp. Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ phát biểu vào ngày hôm sau.
Bên lề đại hội, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp cấp Bộ trưởng vào ngày 22 tháng 9 tới để thảo luận về tình hình Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến sẽ tham dự cuộc họp. Ngày 19 tháng 9, một trận động đất có độ lớn 7,6 đã xảy ra ở khu vực phía tây của Mexico, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Trận động đất xảy ra ở khu vực Colima, thuộc miền trung của Mexico vào lúc 13 giờ ngày 19 tháng 9, theo giờ địa phương, gây ra tình trạng mất điện và làm hư hại nhiều tòa nhà. Hàng nghìn người ở thành phố Mexico City đã tháo chạy ra các tuyến đường thông thoáng để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có thiệt hại nào được ghi nhận ở thủ đô Mexico City. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra cảnh báo rằng có thể xuất hiện sóng thần cao từ 1 đến 3 mét dọc theo bờ biển Mexico. Trận động đất xảy ra chỉ một giờ sau khi nước này tổ chức diễn tập phòng động đất, nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân trong hai trận động đất lịch sử vào năm 1985 và 2017. Ngày 19 tháng 9, đại diện Mỹ và lực lượng Taliban đã hoàn tất một cuộc trao đổi tù nhân. Theo thỏa thuận đạt được, lực lượng Taliban đã trao trả một cựu lính hải quân Mỹ bị giam giữ sau hơn 2 năm qua. Theo báo cáo, cựu lính hải quân Mark Friedrich được Taliban trao trả cho Mỹ. Trong khi đó, tù nhân được trao đổi bên phía Taliban là Bashir Nozai, một chỉ huy chiến trường cấp cao và là một trong những người đầu tiên ủng hộ phong trào Taliban. Tháng 1 năm 2020, cựu lính hải quân Friedrich đã bị Taliban bắt giữ ở Kabul khi đang làm việc tại Afghanistan với tư cách một kỹ sư dân sự trong các dự án xây dựng. Trong khi đó, Nozai, một thành viên của Taliban, đã bị giam giữ trong nhà tù ở Mỹ sau khi bị kết tội buôn bán ma túy cách đây 17 năm. Thỏa thuận trên diễn ra 5 tháng sau khi Mỹ đạt được một thỏa thuận riêng với Nga trong việc trao trả cựu lính thủy đánh bộ của Mỹ, Chevrolet. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.